Đây cũng có rất là nhiều người anh em là đang chơi, vì vậy nên là cũng là đơn giản thôi. Thế tử tế chơi không? Mời thế tử tế này. Đấy. Rất là đơn giản là các người anh em mà đã được mình party là đã có suất. Bây giờ còn những cái suất còn lại thì nó sẽ là cho các cái người anh em mà nhanh tay. Vào đi anh em. Party một trận rồi đi ngủ nào. Nhẹ nhàng tình cảm. Trao nhau yêu thương buổi tối anh em nhé. Cá con, nhưng mà có cá con đâu mà mời. Không thấy có cá con thì mời kiểu gì. Thôi, vào đi. Chỉ được mời 4 người thôi anh em ạ. Rất tiếc là chỉ được mời có 4 người. Vì thế anh em nào nhanh tay thì anh em ấy được nhá. Có những cái bạn mà chắc chắn là sẽ có một suất, nếu mà xin chơi thì sẽ có một suất nhá. Đấy là những cái bạn mà rất là hay chơi với mình. Ô sao không bắt đầu được? À anh em ấn vào nút sẵn sàng đi nhá anh em nhá. Sẵn sàng hộ mình cái nhá. Nào, có người anh em nào ấn nút cái bắt đầu đi. Tất cả các anh em là phải ấn vào cái nút bắt đầu sẵn sàng nhá thì mình mới ấn được bắt đầu. Rồi. Bao nhiêu là yêu thương luôn trong cái buổi này. Livestream muộn, vẫn có các anh em chơi thì đương nhiên là các anh em mà có yêu cầu add link thì là add thôi nhá. Còn các anh em nào mà chưa kịp add link thì các anh em thôi thì các anh em follow mình lại. Follow mình vậy, sau rồi lâu lâu mình quay trở lại mình sẽ add link dần nhá. Thời gian stream là mấy giờ vậy? Thường là 9 giờ hàng ngày nhá. Nhưng mà không phải hôm nào mình cũng chơi auto chat đâu. Ô, Lân đang ở đâu thế em? Lân đang ở đâu thế? Ở Nhật hả em? Ở Nhật hay ở Đài Loan hay là ở Macau? Hơn hơn một tiếng chắc là ở cái khoảng đấy rồi. Ui, yêu thương của Trao. Yêu thương gửi trao đây rồi. Yêu thương gửi trao đây rồi. Yêu thương gửi trao đây rồi. Thậm chí là có thể lóc lại luôn. Có lóc không nhỉ? Lóc hay không? Lóc đi, tội gì mà không lóc. Mai có xem lại được stream nhá. Các anh em yên tâm nhá. Mình có các cái buổi stream của mình sẽ cắt ra nhá. Tí anh check Messenger gì ok em nhá. Rồi ôi, lại là yêu thương luôn. Make space, here I come. I'm here. Friendship is magic. Rồi. Thôi em. Sony Đặng thì rất là cảm ơn em về cái sự rất là nhiệt tình và cuốn hút xem cái buổi livestream của anh, nhưng mà vấn đề ở đây là nó chính là cái việc là anh chắc là đến lúc phải đi ngủ để giữ gìn sức khỏe rồi nhá. The chakra. I mean magic ends here. Đùa, trận này chơi gót nhiều vậy.
Ô, 1, 2, 3, 4. 4 liability. 4 liability trận này ạ. Gia Lý. Ôi xồi ôi, các anh em mà đi thi thì các anh em ngủ ấy nhá. Rồi, chúc anh em, người anh em Lâm Võ thi tốt ngày mai nhá. Chúc người anh em là sẽ thi tốt vào ngày mai. À quên, bảo check. Check cái gì? Đâu, chat riêng. Ôi, nhiều người chat thế này. Nhiều người chat thế này mà không biết. Teddy à? Teddy là ai? Sao anh lại ban nhầm em? Người anh em Teddy không nói chuyện được à? Hay thế nào? Make space, here I come. Who do voodoo? I do! Brother Nature, here to fight! Need reinforcement? Inbox Facebook á? Facebook anh Facebook của anh ban em á? Làm gì có chuyện? Để từ từ nhá, xem nào. Tí nữa chơi xong rồi anh ra anh xem. Facebook thì làm gì có bao giờ ban ai đâu. Chỉ có YouTube là chửi bậy các thứ là hay ban thôi. Nếu mà em mà dính ban là chắc chắn là em đã vi phạm một trong những cái điều cấm kỵ trong kênh anh. Đúng, đấy chính là cái việc là có thể là nói tục chửi bậy. Thế đó. I'll make them vanish in a sandstorm. Không có. Không có thì chắc chắn là sẽ không có chuyện là ban vô lý rồi. Anh thì anh không bao giờ anh ban vô lý đâu. Chửi anh cũng không ban đâu. Nhưng mà chửi bậy thì là ban. Hoặc là có một cái vấn đề gì đấy liên quan đến việc là tranh cãi trên kênh đấy. Thổi một phát nữa, thổi phát nữa, thổi phát nữa. Ui, nhưng vẫn chưa chết. Con Ace nó kéo lại hợp lý ấy nhỉ. Xong rồi. Bảo Long là bá chủ trận này rồi. Bảo Long bá chủ trận này rồi. Nhìn Bảo Long là dễ là bá chủ trận này lắm đây này. Không đùa được đâu.
đùa với Bảo Long rồi đâu. Em ít xem mà. Em ít xem thì chắc là do em ít xem quá đấy, nên là em mới bị ban đấy. Cũng là một lý do hợp lý. Hợp lý. Ban nhầm à? Rồi, để anh xem nhá. Nhưng mà ban ở Facebook á. Lạ nhỉ. Sao lại ban ở Facebook? Chưa hiểu là tại sao lại ban ở Facebook. Mạnh này, khá là mạnh. YouTube quá. Sao anh lại ban YouTube nhỉ? Rồi nhá, tí nữa xem nhá. Nature will always protect us. Yêu thương gửi trao. Từ từ đã. Yêu thương gửi trao, hay lắm. One human was harmed in the making of this game. That's you. I wonder what the enemy. Time to go green. Chết rồi, phải mua nhiều quá. Game này có vẻ phải mua hơi bị nhiều. Ôi, vẫn còn 90 anh em đang xem. Các anh em có vẻ thức sâu quá nhở. Gặp ngay người anh em top 1 ở đây. Thế thì chịu thua. Đỡ làm sao được người anh em top 1 đây. 100% máu. Chơi bộ Hunter Orc, counter lại bộ mết rất là kinh khủng. Các cái bộ mết, bộ gót. Time to go to attack, remove it. Itchy hand, same thing. Kìa, sao yếu thế bạn ơi. Đừng nhá. Sao yếu thế. Yếu thế bạn ơi. Thắng đi bạn ơi. Bạn Trung Quốc ơi, thắng đi. Rồi, cảm ơn bạn. Yeah. Hello Trà Chanh, cảm ơn em. Chào Trà Chanh nhá, chào Trà Chanh. Tên 14 thắng đi các bạn ơi,
nhẹ nhàng thôi. Gặp top 1 cũng được, gặp Long cũng được. Bảo Long ơi, gặp tớ đi. Teddy nhìn trông yếu quá, chết rồi. Trận này ngay trước ngưỡng cửa của thiên đàng thì nó là địa ngục anh em ơi. Trận này thắng mất. Thôi đúng rồi, thắng rồi anh em ạ. Trận này không thể thua được. Vậy, chính xác nó chính là địa ngục. Mất streak rồi. Rất là đáng tiếc ở đây là mình đã mất streak. Cần lắm một cái trận thắng. Thế mà nó lại không được. Dư này thôi. À, hôm nay thì trà chanh chua chắc là mới vào đúng không em? Thì hôm nay thì anh có chơi có hai buổi, có hai trận thôi. Hai trận là leo rank thôi. Còn lại từ nãy giờ là toàn giao lưu với các anh em. Thì buổi sau thì có thể là anh em nhớ nhá, là sẽ có những cái buổi mà mình sẽ giao lưu với anh em. Thì anh em vào chơi nhá. Để đây nó chính là một cái con có tên là God of the War, vẫn level 1, sinh viên tiểu học. Chà. À, trà chanh chua là không chơi game này hả? Thế thì anh lại phải càng cảm ơn em vì không chơi game này mà vẫn ủng hộ anh xem livestream. Cảm ơn em rất nhiều. Không bán Druid đâu, người anh em ơi. Nhìn nhìn thấy Bảo Long đang chơi Druid không? Bán để mà Bảo Long lấy à? Tính toán hết rồi, nhá. Người anh em Bảo Long đã gọi là chơi Druid nên là mình quyết định lấy Druid. Rồi. Chả là chả thế nào. Không bao giờ chả. Rồi, ok các bạn. Gặp ngay bạn Vương, anh Lê Vương ở đây. Bị đánh sấp mặt luôn. Sai lầm ấy nhở, up lên 7 xong cuối cùng bị đánh thua. Lại có một cái thanh liên gấu ở đây. Không, không cần, không cần, không cần. Up. Death is at your door. Ui, assassin mạnh quá, assassin mạnh quá. Rồi. Phải đưa được con gót lần 2 thôi. À đây rồi. Nhẹ nhàng tình cảm.
Này, trả các bạn. Đấy, trả bạn. À thôi, vẫn phải giữ con này. Trả rồi đấy, trả hai con đờ đuôi rồi đấy. Giữ lại con đờ đuôi thứ ba. Hè. Tú tử tế, thế tử tế, cũng chơi Assassin. Hai tem chơi Assassin. You sure are good at losing, huh? High five. High hook. Cứ ghim con này ở đây, các anh em cứ tranh thủ roll đi nhá. Tranh thủ roll đi. Anh em cứ tranh thủ roll đi. À, Long chơi Warbeat. Long chơi Warbeat. Long chơi Warbeat thì Long cũng vẫn cần cái con luôn để đuôi thôi. Vương Anh thì đang chơi thôi, mình lấy đủ rồi. Odess quay trở lại thì thấy thua hiệp này ạ. Vãi cả lúa. Tám rồi, roll thôi. Roll nhẹ cái. Không cần. Roll nhẹ cái nữa thì sao? Một cái nữa. Không có gì cả. Rồi. My hand. Flash. Cập ngay Teddy ở đây. Một cái team khá là mạnh ở đây. Counter hoàn toàn lại team God. Teddy rất là mạnh. Teddy rất là mạnh ở đây. Mày quá. Make space, here I come. War never. Wanna see my new I am the god of war, boy. Tí nữa sẽ roll nhẹ 2 phát, 3 phát gì đấy. Gặp ngay Long ở đây với một cái hàng gọi là cực kỳ mạnh ở đây. Rất là nhiều những cái kháng phép ở đây. Siêu mạnh, siêu mạnh, siêu mạnh và siêu mạnh. Long cực kỳ mạnh ở đây. Ăn được Long không? Được không? Không được, được, không được. Được rồi. Ui sao giật thế nhỉ? Mạng vừa livestream vừa hot cho anh em là giật lắm. Giật lắm anh em ạ. Thôi được rồi. Up thôi. Up thôi, up thôi, up thôi. Trong khi đấy chúng ta đã quên mất một cái người anh em khác có tên là Lauren. Người anh em Lauren bây giờ đang chơi Hunter với một cái sức mạnh rất là hủy diệt ở đây. Với Ace, Ax đã lên level 3 sao. Có Medusa, có Kunka 2 sao, rất mạnh. Ngoài ra thì chúng ta đang gặp người anh em Vương Anh cũng rất là kinh khủng với cái bộ gọi là bộ đánh trượt không bao giờ tăng mana. Nhưng mà người anh em Vương Anh lượt này đã thua. Đúng rồi anh em, bởi vì mình vừa hot. Mình vừa hot, mình vừa live stream nên rất là lag ở đây. Chúng ta có thể biết được là ở đây bây giờ một cái người đang khá là lợi thế ở đây. Đấy chính là người anh em Lauren. Và người anh em Cut với cái tên bên ngoài là Boss Dragon Number One. Với bộ Assassin khá là nguy hiểm.
Rồi. Và một cái người anh em khác cũng chơi chơi gót ở đây. Một cái người anh em khác cũng chơi gót luôn. Trông rất là nguy hiểm với cái người anh em này. Rất là nguy hiểm ở đây với những cái cú xòe quạt liên hội vào mặt mình. Thôi xong rồi. Người anh em Trung Quốc khá là mạnh. Mất rất là nhiều máu. Sand. I am the storm. The enemy is no more than a mirage. Ôi giời chết bỏ mẹ, ấn quá tay, ấn nhỡ tay rồi. Ấn nhỡ tay ấn thêm một lượt thôi được rồi. Kệ đi. Người anh em Vương Anh lại bảo mình lừa. Lừa đâu mà lừa. Mình rất là sợ những cái bạn chơi gót cùng nên là, hoặc là chơi những cái bộ mà nó có khả năng cao là nó đập chết mình nên là mình phải cẩn thận. You sure are good at losing, huh? Một lượt nữa mình chưa toang. Lượt sau toang up 10 luôn. Không nói nhiều. Thôi chết rồi. Gặp ngay một cái người anh em cặn. Không nhưng mà vẫn ăn được người anh em này. Đó. You sure are good at losing, huh? Người anh em từ nãy giờ cho bón hành mình từ đầu game đến giờ. Cho mình có một tí nào đấy đến top 4 là được rồi. Mình chỉ cần top 4 thôi các người anh em ạ. Các người anh em cho mình top 4 thôi. Anh em cho mình hãnh diện tí nào. Oh, do not fear the Reaper. Ồ. Đúng rồi, cái tầm này leo rank thì toàn gặp King với cả Queen thì đương nhiên là khó rồi. Toàn những cái địch cao siêu cao thủ ở đây thì chắc chắn là khá là khó trong cái giai đoạn đấy. Chết rồi. Rất là may mắn với một cái người anh em ở đây là có thể là vẫn ăn được cái người anh em top 1. Ngoài ra thì cũng là đưa một cái người anh em khác lên bảng điểm số. Rồi. Chào chào anh Lê nhá. Chào Vương nhá. Chào Vương Anh nhá. Chào Vương Anh. Mẹ sao lag ấy nhỉ? Tầm cái giờ này sao mà nó lag kinh khủng vậy nhỉ? You sure are good at losing, huh? Người anh em Loren và người anh em Bảo Long thì rất là ổn định ở top 1, top 2. Còn mình thì cũng dần dần là đang leo lên đây. Đang dần dần là gặp các bạn ở trên đây.
tổ chức offline thì bây giờ cái mệt của mình nó còn chưa xuất hiện. Các bạn là sao mình đã offline được? Nhà ở Mỹ Đình hả? Ok nhá. Tôi chết rồi, gặp cái người anh em Nuren rất là mạnh ở đây. Không. Make space, here I come. Tiến người anh em Trung Quốc lên bảng. Người anh em Bảo Long là đang chơi đúng meta luôn nhá anh em nhá. Nếu mà anh em có thể xem những cái kênh khác, kênh livestream khác về cái tựa game Auto Chess ở trong cái giai đoạn meta hiện tại thì cái bộ mà Bảo Long đang chơi ấy là một cái bộ mà nó rất là hợp lý luôn ở trong cái meta này nhá, rất mạnh đấy. Nhá. Cái gì? Anh Lê Vương thấy mặt tôi á? Thấy mặt bao giờ? Lấy đâu ra cái mặt của tôi mà thấy? Offline Hà Nội à? Nói chung là cái việc offline thì mình chưa nghĩ đến đâu các người anh em ạ, chưa nghĩ đến đâu nhá. Lên đi bạn ơi. Đừng ngại bạn ơi. Sát thủ, sát thủ trên cây đu đủ rất mạnh ở đây. Không. Không. Nhiều sát thủ quá. Không. Không, không, không. You sure are good at losing, huh? Người anh em anh Lê Vương này là chắc là xem mình lâu rồi thì mới biết được Facebook của mình đây. I'll make them vanish in a sandstorm. Thunderbolt not very effective. Try static. Friendship need reinforcement. Friendship. I am the god of war, boy. I am god the war, boy. Boy. They look sick. Lát quá anh em ạ, không chơi nữa rồi. Lát quá. Không thể chơi nữa luôn. Lát quá. Chết rồi, người em Loren đang gọi là cho mình lên bảng lượt này rồi. Bye bye anh em. Yeah. My god, một máu. Người anh em Loren. Lát quá anh em cũng không run được luôn. Lát quá. Oh, do not fear. Always maintain eye contact. Oh, do not fear the Reaper. Lát quá rồi. Gặp ngay Long ở đây. Trời ơi. Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Ăn được Long không? Ăn được, 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 ăn được. Cố lắm rồi đấy. Make space, here I come. Xoay tiếp, xoay hết tiền luôn. I'm an Easter egg. You found me. Feeling worn out. Try feeling worn out. Try electrotherapy.
Từ đã. Một slot cuối. Chết mẹ người anh em. Người anh em Roland, lượt này mình ăn được không nhờ? Không ăn được rồi. À không, may quá ăn được anh em ạ. Thôi xong rồi. Trận đấu nó vẫn chưa ngã ngu ở đây khi mà người anh em Roland đã bị lên bảng điểm số bởi người anh em Bảo Long. Người anh em Bảo Long đánh hay quá. Đấy anh em nhớ nhá. Anh em nhớ là mình có giới thiệu bạn Bảo Long đấy cho anh em đấy. Nhiều nhỉ. Cần ra cái em gót cuối cùng. À nhưng mà Bảo Long thì mình ăn. Nè. Hè. Riêng Bảo Long thì mình lại ăn được. Riêng Bảo Long thì lại ăn được nhá. Bảo Long. Hello Bảo Long. Trận cuối rồi. Rất là cảm ơn anh em đã thả cho mình trận này. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ô đừng. Đừng Bảo Long ơi, tha tôi. Đừng Bảo Long ơi, tha tôi đi mà. Tha tôi đi mà. Còn một máu thôi. Tha tôi đi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Một cái cú comeback nó phải gọi là tuyệt vời cho cái buổi hôm nay. Nhân phẩm bộc phát là phá lát bốn phương luôn anh em ạ. Rất là hay ở trong cái trận cuối là anh em thả cho mình. Để mình có thể lật kèo một phát là một máu lên top 1 luôn. Cảm ơn anh em nhá. Thôi rồi. Chắc là... À từ từ đã. Quảng cáo một tí nhỉ anh em nhỉ. À, tuần tiếp theo ấy thì... mình sẽ chuyển cái nhà của mình. Live stream cái bộ môn này lên trên kênh nó gọi là stream crash nhá anh em nhá. Cái link ý thì mình để ở dưới clip này. Anh em nào yêu thương thì anh em có thể vào stream crash và anh em theo dõi mình, anh em xem mình live stream auto chat ở bên đó anh em nhá. Rồi, rất là cảm ơn tất cả anh em ở đây ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại anh em vào ngày mai. Cảm ơn anh em nhá. Bye bye!